bốn thí sinh Miss Grand Việt Nam 2023 thực hiện dự án Ươm mầm hy vọng, tiếp nối hành trình lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng. Các thí sinh Trương Quý Minh Nhàn, số báo danh 158, Nguyễn Ngọc Thanh Ngân, số báo danh 203, Lê Hoàng Phương, số báo danh 241 và Phạm Liên Anh, số báo danh 082 cùng nhau thực hiện dự án mang tên Ươm mầm hy vọng. Các thí sinh đã đến trung tâm bảo trợ xã hội nhà may mắn để tìm hiểu, gặp gỡ, chia sẻ với những số phận khó khăn, khiếm khuyết, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa mang đến niềm vui cho các em nhỏ với chủ đề Ươm mầm hy vọng các thí sinh mong muốn giúp đỡ một phần kinh phí cho các em nhỏ. Bốn cô gái chia làm hai nhóm để đến nhà của hai bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trò chuyện, tặng quà, giúp đỡ một phần về kinh tế cho gia đình các bé. Ngoài cùng nhau lên kế hoạch trao quà, hỗ trợ hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bốn thí sinh còn làm bánh tặng cho các cô nhân viên, giáo viên, quản lý của nhà may mắn nhân dịp tháng 7 Vu Lan này. Bên cạnh đó, các thí sinh còn chuẩn bị những phần quà, nhu yếu phẩm tặng cho các em học sinh gồm dụng cụ học tập, ba lô, sách giáo khoa. Sau đó, bốn cô gái đã tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ nhỏ tại nhà may mắn với khách mời là giáo viên, quản lý, những thành viên của nhà may mắn cùng tất cả các em học sinh tại đây. Các thí sinh cùng nhau ca hát, chia sẻ mục đích của dự án đến nhà may mắn, trao tặng những chiếc bánh trung thu do chính tay họ làm. Các hoạt động của nhóm đã được tập thể nhà may mắn hưởng ứng nhiệt tình, những câu chuyện truyền cảm hứng là phần thi thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Miss Grand Việt Nam 2023, nơi mà những cô gái chung tay sang sẻ những giá trị yêu thương đến với cộng đồng. Giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thí sinh chiến thắng phần thi này sẽ được đặt cách vào top 10 chung cuộc.